Hiện 63 tỉnh, thành phố trên cả nước đã triển khai tiêm hơn 800.000 liều vaccine AstraZeneca do COVAX cung cấp. Dự kiến đến ngày 5 tháng 5 sẽ hoàn thành việc tiêm theo đúng chỉ đạo của chính phủ. Để đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine, thì các địa phương đã gấp rút triển khai tiêm ngay tại phường xã. Ghi nhận của phóng viên chúng tôi tại Hà Nội. Buổi tiêm vaccine AstraZeneca đầu tiên tại trạm y tế phường. Dự kiến trạm sẽ tiêm cho 36 người, gồm giáo viên tại trường tiểu học Phan Đình Giót, công an và tổ COVID cộng đồng. Trước khi tiêm, mọi người đều được kiểm tra sức khỏe, tư vấn về các phản ứng sau tiêm. Có người không được tiêm và thời điểm này là do đang gặp vấn đề về sức khỏe. Còn lại đều cảm thấy tin tưởng. Khi con cất tiếng chào đời, mẹ và cha là những người hạnh phúc nhất trên đời. Mọi buồn lo đều tan biến khi thấy con bên nôi. Cả thế giới thu lại. Ôi trời ơi, phải ăn mặc cẩn thận như sao thế này. Để bố cài lại cho cái cúc ai mặc cái này chứ. Sáng ra ấy, bố mẹ hỏi cái này con phải dậy ngay, đúng chưa? Dậy xong con phải đánh răng rửa mặt. Rồi ăn sáng thêm từng ngày. Rồi bạn trai rồi. Vì chính cha cũng chẳng là người tuyệt vời nhớ. Có bao nhiêu lời yêu thương một lần chưa nói. Vì không biết cách nên đành giấu trong tim thôi. Tròn đứng sau lưng nhìn con lớn khôn theo dòng đời. Mọi khó khăn riêng mình che mang thôi. Đừng trách cha bao lần yêu con nhưng lại không nói. Tình yêu đôi lúc đâu thể nói ra bằng lời. Rồi một mai con sẽ thấy tình yêu của cha cho con hôm nay. Một tình yêu tuyệt vời. Alo, vâng tôi đây ạ. Vâng chào cô. Sao? Thằng Tí nhà tôi hôm nay không đi học hả cô? Nhưng mà sáng nay tôi vẫn thấy nó đi học mà cô. Vâng vâng, cảm ơn cô. Để tôi về tôi bảo cháu ạ. Này, xe đạp mày để đâu? Tao hỏi mày không nói hả? Thank you.
Thế hả con? Ừ. Hôm nay con có về không? Con đang bận lắm. Con tắt máy đây. Có bao nhiêu lời yêu thương một lần chưa nói, vì không biết cách nên đành giấu trong tim thôi. Tròn đứng sau lưng nhìn con lớn khôn theo dòng đời, mọi khó khăn riêng mình cha mang thôi. Đừng trách cha bao lần yêu con nhưng lại không nói, tình yêu đôi lúc đâu thể nói ra bằng lời. Rồi một mai con sẽ thấy tình yêu của cha cho con hôm nay, một tình yêu tuyệt vời. Con chào bố. Hả, chào con. Khi con có tiếng chào đời, mẹ và cha là những người hạnh phúc nhất trên đời. Mọi buồn lo đều xin nhá, hay quá, đẹp quá. Cảm ơn con. Cả thế giới thu lại bằng hình hài. Bây giờ hai bố con mình muốn đến nhá. Chắc vẫn chưa sẵn sàng để làm cha, để có thể che chở con và mẹ. Đừng lo nhé, vì trời luôn cố gắng hơn từng ngày. Thế bây giờ hai bố con mình tuyệt vời nhớ. Ờ, cảm ơn con. Có bao nhiêu là yêu thương một lần chưa nói, vì không biết cách nên đánh dấu trong tim thôi. Trong đường sau lưng nhìn con lớn khôn theo dòng đời, mọi khó khăn riêng mình cha mang thôi. Đừng trách cha bao lần yêu con nhưng lại không nói, tình yêu đôi lúc đó thân nói ra lời. Rồi một mai con sẽ thấy tình yêu của cha cho con hôm nay, một tình yêu tuyệt vời. Mình chạm mang thôi, đừng trách cha bao lần yêu con nhưng lại không.